Trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý cha, kính thưa mẹ bề trên giám tỉnh dòng Thánh Phaolô de Chartres, tỉnh dòng Hà Nội, kính thưa quý bề trên, quý tu sĩ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Tâm tình tạ ơn là tâm tình thường trực nơi mỗi người chúng ta. Mỗi khi dâng thánh, giáo hội dâng thánh lễ, chúng ta gọi đó là hy tế tạ ơn. Kinh nguyện thánh thể là phần cốt lõi trong cử hành phụng vụ thánh thể, thánh lễ, chúng ta gọi là kinh tạ ơn. Lời cầu nguyện của giáo hội bất kỳ dâng lên trong hoàn cảnh nào đều là những lời chúc tụng tạ ơn. Tại sao con người nói chung mà giáo hội nói riêng lại phải tạ ơn Thiên Chúa một cách liên lỉ như thế? Thưa, bởi vì chúng ta tôn vinh tạ ơn Chúa là nghĩa cử của lòng hiếu thảo. Đức tin Công giáo nói với chúng ta rằng Thiên Chúa là đấng dựng nên trời đất, con người, vũ trụ, muôn loài, muôn vật. Thiên Chúa là đấng yêu thương, dìu dắt chúng ta. Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta, là đấng quan phòng, luôn luôn giàu lòng thương xót, quan tâm, để ý đến từng người. Đến mức độ mà Chúa Giê-xu nói, một sợi tóc trên đầu, Chúa cũng đếm cả. Như thế, tạ ơn Chúa là bổn phận của con người nói chung. Tạ ơn Chúa là bổn phận của giáo hội và là hành vi thờ phượng. Bởi lẽ chúng ta nhận ra Thiên Chúa quyền năng, nhận ra tình yêu thương của người và dâng lên Chúa tâm tình cảm mến tri ân. Hôm nay tại nguyện đường của dòng Thánh Phaolô tỉnh dòng Hà Nội, chúng ta có nhiều lý do để tạ ơn. Trước hết, chúng ta cùng với mẹ bề trên giám tỉnh mừng 60 năm Ngọc Khánh khấn dòng, cùng với quý sơ mừng 50 năm Kim Khánh khấn dòng, và quý sơ 25 năm gọi là Ngân Khánh khấn dòng. Ở đời này, bất kỳ trong hoàn cảnh nào, con người sống trên trần gian đều phải chiến đấu, cố gắng với biết bao nhiêu thế lực hữu hình và vô hình, khách quan và chủ quan. Trong đời sống hôn nhân, người ta cũng vẫn gọi là Ngân Khánh, Kim Khánh và Ngọc Khánh. Bởi vì hai người trong đời sống gia đình sống với nhau 25 năm, kể là quý lắm, cho nên người ta gọi là quý như bạc vậy. 25 năm gọi là Ngân Khánh. Sống với nhau được 50 năm càng quý hơn, người ta gọi là Kim Khánh như là vàng vậy. Và 60 năm thì càng quý hiếm, người ta gọi là Ngọc Khánh như là viên ngọc quý. Và nếu được 10 năm nữa thì gọi là Kim Cương, bởi vì vô cùng quý giá. Khi lấy những loại kim loại quý khác nhau để đặt tên cho các lễ kỷ niệm, người ta muốn nói rằng lý tưởng mà mình đã chọn, cuộc sống mà mình đã đảm nhận là một hành trình đầy gian nan. Sống được đến ngày nào là chúng ta thấy tuyệt vời ngày ấy. Và trong đời sống tu trì, chúng ta cũng phân biệt Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh và lễ Kim Cương để nói lên rằng hành trình theo Chúa là một hành trình gian nan vất vả. Đạt tới mức Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh là ơn của Chúa và cố gắng, nỗ lực của cá nhân mỗi người. Hôm nay, tỉnh dòng Thánh Phaolô Hà Nội cũng kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh dòng. Gọi là tái lập tỉnh dòng bởi vì các sơ Phaolô đã hiện diện tại thủ đô hơn 100 năm. Nhưng mà vì lý do xã hội cho nên tỉnh dòng không còn nữa. Sau năm 1954 thì cơ sở của các sơ bị chiếm đoạt làm bệnh viện. Vì thế cho nên số các sơ không được tu
Ngày xưa có những sơ tu chui, nhưng mà sau khi di cư, các sơ còn lại rất ít và người ta kiểm tra rất là ngặt nghèo, cho nên không có các sơ tu chui, hoặc là nếu có thì cũng không dám công khai. Chính vì thế mà tỉnh dòng Thánh Phaolô Hà Nội dường như bị mai một và phải phụ thuộc vào tỉnh dòng Đà Nẵng. Cách đây 10 năm, tỉnh dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã được khôi phục, và hôm nay khi nhìn lại một quãng đường 10 năm với số nữ tu hôm nay, với mức độ hoạt động tông đồ của quý sơ dòng Thánh Phaolô tại các giáo phận, giáo tỉnh Hà Nội, chúng ta thấy là một kỳ công tuyệt vời. Có rất nhiều lý do để chúng ta tạ ơn Chúa. Vừa nói đến lý do của quý sơ mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh, chúng ta nói đến tỉnh dòng Thánh Phaolô 10 năm tái lập. Và thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta có biết bao nhiêu lý do để dâng lời tạ ơn Chúa? Bởi vì cuộc sống của chúng ta được dệt nên bằng hồng ân của Chúa. Nhờ hồng ân Chúa mà chúng ta hiện hữu, nhờ hồng ân Chúa mà chúng ta đón nhận biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong cuộc đời. Trở lại với các bài đọc Kinh Thánh của Thánh lễ tạ ơn hôm nay cùng với Thánh Vịnh Đáp Ca, chúng ta đều thấy toát lên tâm tình tạ ơn ở nhiều khía cạnh khác nhau. Tâm tình tạ ơn vừa mang tính chất cá nhân, lại vừa mang tính chất tập thể. Tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vừa soi dọi vào quá khứ, vừa suy tư hiện tại và vừa quy hướng về tương lai. Trước hết, tác giả sách Huấn Ca nói với chúng ta như một suy tư về thân phận con người. Con người hiện hữu trên đời là do Chúa tạo dựng, Chúa tạo thành chúng ta ngay từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ. Tác giả sách Huấn Ca nói như vậy. Chúa yêu thương dìu dắt chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống dương thế. Và chúng ta cầu xin Chúa tiếp nối, tiếp tục những điều tốt lành mà Người đã làm nơi cuộc đời của cá nhân chúng ta, cũng như trong cuộc sống, xã hội và cộng đoàn. Tạ ơn Thiên Chúa là suy tư về quá khứ để thấy những gì Chúa đã làm. Đức Maria trong bài Magnificat cũng theo chiều hướng đó. Đức mẹ vừa gặp gỡ sứ thần Gabriel, sứ thần từ trời đến để nói với Đức mẹ về sáng kiến của Thiên Chúa. Sáng kiến ấy là mời một người phụ nữ đơn sơ, nhỏ bé của thành Nazareth mà cộng tác với Chúa để làm những điều kỳ diệu. Một người phụ nữ đơn sơ mà cộng tác với Chúa để thực hiện công trình nhập thể và công trình cứu độ con người. Đức Maria được ơn Chúa, được ơn soi sáng bởi thần khí, cho nên vừa khi nghe lời bà Elizabeth chào và khen ngợi, Đức mẹ đã được gợi hứng để hát lên bài ca tạ ơn tuyệt vời. Trong bài ca này, Đức mẹ đã lần lượt kể lại những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm với dân tộc. Vì thế mà tâm tình tạ ơn của Đức mẹ vừa là tâm tình cá nhân khi cảm nhận những hồng ân kỳ diệu Chúa làm, lại vừa là tâm tình của cả một dân tộc khi nhìn lại bề dày của lịch sử ấy qua bao nhiêu giai đoạn. Dân tộc Do Thái đã trải qua nhiều áp bức, nhiều ách đô hộ của các thế lực xung quanh. Và giờ đây, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của Người từ ngàn xưa, và Người sẽ làm những điều kỳ diệu. Thật từ nay đến muôn đời, thiên hạ sẽ khen tôi là điều là Người có phúc. Từ đời nọ đến đời kia, Thiên Chúa hằng xót thương những ai kính sợ Người. Tâm tình của Đức Maria cũng giống như nội dung của sách Huấn Ca, suy tư về quá khứ để cảm nhận được hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Vì yêu thương, Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Tâm tình tạ ơn cũng được thể hiện qua những suy tư về hiện tại. Bởi vì chúng ta
Khi suy tư về cuộc sống hôm nay, về sự hiện hữu của bản thân, về gia đình, về xã hội, về lý tưởng tu trì, về đời sống cộng đoàn, về thiên nhiên, vũ trụ, về những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã làm cho mình. Chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại, chúng ta chìm ngập trong đại dương tình yêu mênh mông của Thiên Chúa, và như chúng ta hít thở khí trời, đồng thời chúng ta cũng hưởng nhận được tình yêu của Thiên Chúa dồi dào như thế, cần thiết như thế, thường xuyên như thế và tuyệt vời như thế. Đức Maria cũng suy tư về hiện tại, Thiên Chúa đang làm cho mẹ những điều kỳ diệu. Cuộc gặp gỡ với bà Elizabeth đã chứng minh lời sứ thần nói: Này, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, đặt tên là Giê-xu. Maria lên đường thăm bà Elizabeth, và lời chào của bà Elizabeth đã chứng minh lời sứ thần nói. Maria đang có ước vọng để kể lại cho bà Elizabeth những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa sắp làm cho lịch sử dân tộc, thì bà Elizabeth đã thốt lên: Bởi đâu tôi được vinh dự là được mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi, vì tôi vừa nghe lời bà chào, đứa trẻ trong lòng tôi đã nhảy lên vì vui sướng. Tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là cảm nhận những điều tốt đẹp mình Thiên Chúa đang làm cho chúng ta được tận hưởng. Lời tạ ơn Thiên Chúa và tâm tình cảm tạ Thiên Chúa cũng chỉ hoàn hảo khi chúng ta hướng về tương lai. Chúng ta hãy trở lại với thư Thánh Phaolô gửi cho giáo dân Philippi. Một Phaolô đã già nua, một Phaolô đã trải qua 3 hành trình truyền giáo và một hành trình về Roma như là một người tù đầy, một người như một tù nhân. Phaolô đã cảm nhận được trong thời niên thiếu của mình đã học hỏi nhiều thầy nhiều chương, đã tìm kiếm ở nhiều triết thuyết và nhiều đường khuynh hướng sống khác nhau. Nhưng mà bây giờ Phaolô cảm nhận rằng đời của ông không còn biết một điều gì khác ngoài Đức Giê-xu chịu đóng đinh. Ông đã sở hữu được Chúa Giê-xu đóng đinh và ông cũng để cho Chúa chiếm đoạt cuộc đời của ông, cho nên ông đã dùng hình ảnh như một vận động viên luôn hướng về phía trước, hướng về tương lai để cảm nhận sự yếu hèn của mình, để khiêm tốn nhận ra rằng chúng ta vẫn cần có ơn Thiên Chúa phù trợ trong cuộc đời, trong lý tưởng và trong bổn phận. Phaolô không dám nhận mình là người đã đến đích, nhưng ông còn đang là những người chạy trên thao trường và ông mong muốn mình sẽ đạt tới đích ấy nhờ hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta hôm nay hợp ý với sơ bề trên giám tỉnh, quý sơ với cộng đoàn để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vừa soi rọi lại quá khứ để cảm nhận những điều kỳ diệu Chúa đã làm, vừa suy tư về hiện tại để đón nhận ơn ấy với lòng biết ơn, vừa hướng về tương lai để cầu xin Chúa ban cho chúng ta những điều tốt đẹp. Xin Chúa luôn luôn tiếp tục đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống dương thế. Kính thưa cộng đoàn, khấn dòng 25 năm, 50 năm, 60 năm là một thời gian dài. Thời gian ấy đong đầy những niềm vui và nỗi buồn. Cuộc đời theo Chúa Giê-xu không đơn giản chỉ là những gì mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài. Theo Chúa Giê-xu là theo người trên con đường thập giả. Chính vì thế mà Thánh Phaolô đã cảm nhận trọn cuộc đời của người, để rồi vào cuối đời, trong lúc ở tù, người đã nói, viết thư cho Timôthê là môn sinh của mình. Người kết luận và khẳng định: Tôi biết tôi tin vào ai. Tôi biết tôi tin vào ai, và nhờ đó tôi sẵn sàng đón nhận thập giá, tù đầy, gian nan và những thử thách. Chúng ta cầu nguyện cho các tu sĩ nói chung và cầu nguyện cho các nữ tu dòng Thánh Phaolô, tỉnh dòng Hà Nội nói riêng, được ơn bền đỗ trong hành trình đi theo Đức Giê-xu.
cuộc sống hiện đại của xã hội hôm nay đang có nhiều khuynh hướng khác nhau, nhất là khuynh hướng tục hóa làm cho cuộc đời tu trì của chúng ta có nguy cơ phai nhạt. Chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ những ai sống bậc tu trì, các giám mục, các linh mục, các phó tế, các tu sĩ nam nữ để nên giống Chúa Giêsu trong đời sống của mình, nên giống Chúa trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm. Đối với quý ông bà và anh chị em là những ân nhân thân nhân hiện diện trong thánh lễ này, chúng ta không sống bậc sống tu trì, nhưng chúng ta là những người Kitô hữu qua bí tích thánh tẩy mà chúng ta đã đón nhận. Chúng ta được mời gọi nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu trong cuộc đời của mình. Như thế, tâm tình tạ ơn là tâm tình của tất cả mọi người chúng ta, và lời cầu nguyện nên thánh, nên hoàn thiện cũng chính là lời cầu nguyện của mỗi người, mỗi ngày trong hành trình đức tin và trong hành trình cuộc đời. Amen.